Chào mừng quý các bạn đến kênh video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tiến hành bán dòng máy dầu cho vàng cho khách. Phụ kiện phay này, bánh lồng này, bừa này và cái bộ phao. Đây, phụ kiện bánh lồng này, phay này, bừa này. Đấy. Đây là đang đổ dầu. Đổ vào đây luôn được. Đổ hẳn đây đi. Chiều này bừa chiều làm luôn. Vâng. Máy cho vàng, máy dầu. Muốn cho vàng còn lợn vàng chả muốn. Này là mấy các ông ở đội để xem rồi. Lấy tới đây chờ chờ trưa quá. Ừ. Đợi mà 10 giờ cho bảo em bảo 10 giờ. Vâng. Chẳng phải muốn cho nó dắt vào đâu. Nó lái nó phê cho thử nó. Giờ đây xem nào. Nhìn kiểu thích thích rồi nữa. Đấy cả này giờ anh nào số 1 có cái kênh này là nó đi. Rồi anh đi luôn giúp em ạ. Đấy từ từ nhá, từ từ nhá. Anh hạ hạ xuống đi. Rồi. Rồi, bắt bóc tôi là nó đi đấy. Đấy. Thế thì anh bóc là nó đi. Anh cho cái chân trống lên 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 lên, anh cho cái chân trống lên tí. Không ngủ quá. Cho hết cỡ lên, cho hết. Không 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 cần hết cỡ đâu ạ, do nó có điểm tì nữa. Một trâu vàng. Đây chúng tôi đang bán rau máy sới dầu tô vàng này. Bây giờ là 12 giờ trưa này, 12 giờ kém 5 phút. Trời rất là nắng. Đây là chú sao. Hôm trước là lấy một cái rồi, hôm nay giới thiệu cho bác gần nhà lấy thêm cái nữa. Chú nhích ga lên chưa rồi đúng không? Rồi. Ok hết rồi chú ạ.
hiện nay là cứng này, mà mới mưa xuống này, đất đang còn phải là cứng. Còn là nếu mà trường hợp đất mềm rồi thì chúng ta có thể là dùng bánh lồng chúng ta chơi được luôn. Đấy, anh tìm xuống nó sẽ sâu hơn. Anh tìm xuống nó sẽ...